Alo, chào mọi người nha. Hôm nay là mình ngày 1 tháng 5 rảnh là đi đi đánh cá cho cái ao tôm. Ao tôm mà ao xả đáy á. Mấy cái ao chứa nước để vô trong nuôi tôm á. Là bây giờ mình giăng cái lưới này nè. Dưới này nó có rất là nhiều cá rô phi với lại các loại cá khác nữa. Nhưng mà chủ yếu là cá rô phi. Cá rô phi thì cái này con nó cũng lớn á, con cá lớn nhiều, nó lưới thì lưới 3 màng nhưng mà do mình giăng nhiều quá nó bị rách tùm lum hết rồi, không? Ở đó mình giăng một tay phía trên này, mình giăng một tay lưới này. Cá rô phi này là cá rô phi nước mặn nha mọi người. Mặn là nước nó cao hơn mặt nước nước biển, cái độ mặn nó cao hơn nước biển. Nước biển là khoảng 2 phần ngàn 3 phần ngàn thì nước mình này nó tới 7 phần ngàn 7 8 phần ngàn. Nước biển nó được bơm vô đây để nó nuôi những con tôm tôm nước mặn này. Nước mặn, những cái ao này là ao chứa nước thải với lại nước nước giang thì nó trong lành thì mình trước khi mình vô ao tôm, khi vô ao tôm đây là cái lưới lưới mình đánh đó. Cá như này cũng nhiều rồi đó, nãy giờ mình giăng cũng được hơn 15 phút rồi, cá nhiều. Cá dưới này, ao này là cá lớn mà có cái con từ nửa nửa ký trở lên không, con từ nửa ký trở lên. Cá đang này dính con ra phi, rô phi rất là lớn. Đó mọi người, đó cá nào có lấy cành cành vậy đó, tại lưới này là lưới lỗ lớn, lưới lỗ lớn cho nên là lưới cái lỗ nó rất là lớn cho nên là đánh toàn cá lớn không. Đã đăng ký kênh YouTube của mình nè. Cá rô phi thì mình làm món gì ngon? Cá rô phi thì thường mình làm cái món là xảy ra ướp, phơi nó khoảng một nắng, xảy ra cá xảy ra ướp, phơi một nắng, xong đó nướng hoặc là chiên đều rất là ngon nha mọi người. Ao này là ao ao tôm mà giống như là nước này, nước chuẩn bị theo của tôm hoặc là nước xả của tôm ra nè, cho nên là cá cũng nhiều lắm. Cá này là trước kia là cũng là nuôi nuôi một vài con rồi thả chơi để nó có điều kiện nó sống á. Thả chơi một vài con hả, mà không biết sao nó sinh sản quá quá nhiều luôn. Này là ở mình này ở khu vực tỉnh Ninh Thuận đó. Bây giờ dỡ cá lên cho mọi người xem thử nha. Cá này nè, cá nó to quá. Ghê không? Đó, con nửa ký không ạ?
Mọi người chờ trong giây lát một xíu nữa mình thu cá mình quay cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Đó, mặt nước hồ nè. Mênh mông luôn ha. Đang đánh cá rô phi nè, con nửa ký không à, cái ao này toàn con nửa ký không, lớn lớn không à. Nay một năm không có việc gì làm mà đi đi đánh cá rô phi về xẻ ra phơi để dành ăn nè. Cá này thì mình làm món gì ngon nhất phải không? Mình sẽ phơi xong rồi mình phơi bột nắng ướp đi, ướp muối ớt với lại tí bột ngọt đó, rồi sẽ phơi, sẽ ra phơi phơi là mình để dành tủ lạnh mình nướng hoặc chiên gì ăn cũng ngon hết, ok lắm nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình, rồi chào tạm biệt nha mọi người.